chào tất cả quý vị và các bạn cùng đến với bản tin chuyển động crypto 24 giờ. Mỗi bản tin được phát sóng vào lúc 20 giờ từ thứ hai đến chủ nhật hàng tuần trên kênh CryptoLinkVN. Cathy Wood từ bỏ PayPal quay sang ủng hộ Bitcoin Lightning Network. Tỷ phú cuồng chó Elon Musk sẽ không tham gia vào hội đồng quản trị của Twitter. Bốn nền tảng blockchain iOS, Telos, Wax, UX Network kết thành liên minh đối đầu với Block.one. Cảnh sát Sydney cảnh báo về tội phạm tiền điện tử và buôn bán ma túy. Mời các bạn cùng đến với chuyển động crypto 24 giờ tối nay. Bitcoin đã nhanh chóng giảm xuống dưới 42.000 USD vào cuối tuần trong bối cảnh bất ổn kinh tế ngày càng gia tăng gắn với cuộc xâm lược vô cớ của Nga vào Ukraine cùng với việc Ngân hàng Trung ương Mỹ tăng lãi suất. Trước đó, tiền điện tử đã bắt đầu giao dịch trong tuần gần 47.000 đô la sau một bước nhảy vọt vào cuối tháng 3, được thúc đẩy bởi hy vọng về một kết thúc sớm hơn cho cuộc xung đột Ukraine. Joe Dispatquill, giám đốc điều hành cho biết, mặc dù một số cứu trợ đã đến vào cuối tuần, khối lượng vẫn thấp và cho đến khi một lực đẩy lớn đẩy giá lên trên 48.000 đô la, BTC có khả năng sẽ tiếp tục chịu áp lực và vật lộn với mức 40.000 đô la cũ trong những tuần tới. Hiệu suất của crypto gần đây phần lớn giảm sút so với các thị trường chứng khoán lớn, vốn cũng đã giảm. Nasdaq tập trung vào công nghệ đã đóng cửa giao dịch hôm thứ Sáu, giảm hơn 1%. S&P 500 và Dow Jones Industrial Average cũng giảm do các nhà đầu tư tiếp tục xử lý một vòng xoáy lịch sử của các sự kiện có thể khiến nền kinh tế toàn cầu rơi vào suy thoái. Người sáng lập công ty đầu tư tiền điện tử ARK Invest, Cathy Wood đã bán hết toàn bộ số tiền mà công ty nắm giữ trên PayPal và thể hiện sự tin tưởng hơn và sự phát triển lâu dài của hệ thống thanh toán Cash App sử dụng Bitcoin Lightning Network. Lightning Network LN là một giải pháp lớp 2 cho Bitcoin nhằm tạo điều kiện cho các giao dịch nhanh hơn và rẻ hơn. Wood giải thích về động thái của công ty cô tại hội nghị Bitcoin 2022 ở Miami diễn ra vào ngày 29 tháng 4. Wood tiếp tục rằng niềm tin của công ty cô đối với Cash App bắt nguồn từ sự tăng trưởng theo định hướng hữu cơ ở người dùng, trái ngược với cách tiếp cận từ trên xuống nhiều hơn của ứng dụng thanh toán Venmo của PayPal. Việc bổ nhiệm Elon Musk vào hội đồng quản trị sẽ chính thức có hiệu lực vào ngày 9 tháng 4, nhưng theo đã chia sẻ vào sáng cùng ngày, ông sẽ không còn tham gia hội đồng quản trị nữa. Tôi tin rằng đây là điều tốt nhất, tổng giám đốc điều hành Twitter Parag Agrawal xác nhận trong một tweet. Agrawal nói thêm rằng Musk vẫn là cổ đông lớn nhất của Twitter và công ty sẽ tiếp tục công khai ý kiến của anh ấy. Ông nói, chúng tôi đã và sẽ luôn coi trọng ý kiến đóng góp từ các cổ đông, cho dù họ có thuộc hội đồng quản trị của chúng tôi hay không. Musk được biết đến nhiều nhất với tư cách là giám đốc điều hành của nhà sản xuất ô tô điện Tesla, TSLA và công ty khám phá không gian SpaceX, là một người ủng hộ trung thành của tiền điện tử và thường quay sang Twitter để công bố quan điểm của mình về tiền điện tử. Tuần trước, Musk đã gây bất ngờ khi công bố sẽ nắm giữ tài sản trên Twitter của mình. Điều này đã dẫn đến sự tăng đột biến tạm thời trên thị trường tiền điện tử. Vào chủ nhật, Terra đã mua thêm 173 triệu đô la Bitcoin. Nhà phân tích tiền điện tử nổi tiếng Apom Liano đã tweet về việc mua bán. Terraform Lab đã thực hiện việc mua lại thông qua tổ chức kinh doanh phi lợi nhuận Luna Foundation Group để tăng cường dự trữ cho stablecoin Terra USD. Trước đây, người ta nói rằng ít nhất 10 tỷ đô la Bitcoin và các tài sản khác sẽ được sử dụng để hỗ trợ Terra USD vì chúng ít biến động hơn so với các loại tiền điện tử khác như stablecoin. Theo CoinMarketCap, Terra USD là stablecoin lớn thứ tư về giá trị thị trường sau Tether, USDC và Binance USD. Terra USD trái ngược với phần lớn các stablecoin dựa trên đô la, không được hỗ trợ bởi đô la Mỹ. Tổng số Bitcoin nắm giữ của Terraform Lab hiện trên 1,6 tỷ đô la. Đây là một bước tiến quan trọng đối với mục tiêu 10 tỷ đô la của công ty. Binance, sàn giao dịch tiền tử lớn nhất thế giới về khối lượng giao dịch, đã nhận được sự chấp thuận về nguyên tắc để hoạt động tại Abu Dhabi, đánh dấu sự chấp thuận theo quy định thứ ba ở khu vực Trung Đông sau Bahrain và Dubai. Sự chấp thuận về nguyên tắc từ thị trường toàn cầu Abu Dhabi (ADGM) cho phép Binance hoạt động như một nhà môi giới đại lý tài sản kỹ thuật số, bao gồm tiền điện tử, đánh dấu một cột mốc quan trọng khác cho sàn giao dịch tiền tử, dự kiến hoạt động như một công ty được cấp phép đầy đủ. Ngoài Binance, sàn giao dịch tiền tử nổi tiếng FTX trước đây đã được cấp giấy phép hoạt động ở Dubai, thành phố lớn thứ hai ở UAE sau Abu Dhabi. Bộ Tài chính Liên bang Nga đã sửa đổi một số điều khoản trong dự thảo luật về tiền điện tử của quốc gia, trong đó nêu cụ thể các quy định về khai thác tiền số. Dự luật đã được gửi lại cho chính phủ và có thể được thông qua trong kỳ họp mùa xuân của Quốc hội. Bộ Tài chính đã sửa đổi một số điều khoản trong dự luật nhằm thực hiện các quy tắc toàn diện cho lĩnh vực tiền điện tử của Nga. Phiên bản bổ sung hiện đã tính toán đến các vấn đề mà các bộ ngành khác thuộc chính phủ cân nhắc cần phải xem xét và sửa đổi. Dự thảo cuối cùng của luật về tiền tệ kỹ thuật số đã được nộp lên Moscow. Luật ban đầu được đệ trình
trình lên chính phủ liên bang vào tháng 2 nhằm mục đích điều chỉnh các giao dịch điện tử ở Nga cũng như hoạt động của những người tham gia thị trường này. Dự thảo được chuẩn bị tỉ mỉ nhằm lấp đầy những lỗ hổng còn sót lại sau khi luật về tài sản tài chính kỹ thuật số được thông qua. 4 blockchain EOS, Telos, Quarks và UX Network đã công bố một liên minh để đổi tên thương hiệu công nghệ EOSIO, đồng thời bổ sung các tính năng mới liên quan đến bảo mật và phát triển mã lõi. Liên minh đã cam kết tổng ngân sách hàng năm là 8 triệu USD nhằm thúc đẩy khả năng vận hành và mở rộng của EOSIO cũng như tiếp cận nhà phát triển. Mặc dù 4 blockchain vẫn khác biệt với nhau, nhưng họ sẽ làm việc cùng nhau để đổi thương hiệu cho công nghệ EOSIO, mang lại bảo mật bổ sung và phát triển tính năng mới cho giao thức. Tất cả mã do nhóm phát triển sẽ là mã nguồn mở và có sẵn cho bất kỳ dự án dựa trên EOISO nào có thể sử dụng tự do. Những ưu tiên phát triển có thể được đề xuất bởi bất kỳ ai trong cộng đồng blockchain EOISO, nhưng các quyết định cuối cùng sẽ do liên minh đưa ra. EOISO ban đầu được tạo ra bởi Block.one sau đợt ICO, được xem là lớn nhất trong ngành tiền mã hóa, huy động được khoảng 4 tỷ USD vào năm 2017. Tuy nhiên, Block.one đã ngừng hỗ trợ phát triển EOISO vào giữa năm 2021, mà thay vào đó lại chuyển trọng tâm phát triển sang sàn giao dịch Bullish được SoftBank đầu tư 7,5 triệu USD. Do đó, ESO Network Foundation đã được thành lập vào tháng 8 năm 2021 để có thể thay thế Block.one như một tổ chức chính giúp hồi sinh dự án, cùng Yipla Rose đảm nhiệm vai trò nhà sáng lập và CEO của dự án. 3 người đàn ông ở độ tuổi 34, 39 và 45 đã bị bắt tại Sydney vào chiều thứ Sáu bởi các cảnh sát trong khuôn khổ cuộc điều tra đang diễn ra về hoạt động nhập khẩu ma túy và rửa tiền ở NSW. Cảnh sát được hỗ trợ bởi Bộ An ninh Nội địa Hoa Kỳ và Ủy ban Tình báo Hình sự Úc ACIC. Một đoạn video về vụ bắt giữ người đàn ông trẻ tuổi nhất đã được cảnh sát NSW công bố, cho thấy hai xe cảnh sát không có nhãn hiệu đang lao tới một chiếc ô tô màu đen trên đường Cano ở St. Peter. Các cảnh sát khám xét chiếc xe và lấy ra một gói từ hộp đựng găng tay, các phong bì được cho là chứa cocaine và heroin. Cảnh sát còn khám xét và phát hiện mang theo 120.000 USD tiền mặt trong một gói hàng của Bưu điện Úc. Trong số 3 nghi phạm, cảnh sát đã thu hồi 4,7 triệu đô la tiền mặt, 5 kg ma túy bất hợp pháp, máy ATM tiền điện tử cho phép rút tiền bằng thẻ ghi nợ hoặc thẻ tín dụng và các mặt hàng có giá trị cao khác từ tài sản. Có vẻ có một mối quan tâm ngày càng tăng về việc sử dụng các loại tiền kỹ thuật số ở Úc. Các nhà chức trách Úc gần đây đã đưa ra một dự luật để điều chỉnh các loại tiền kỹ thuật số, chủ yếu để ngăn chặn việc sử dụng bất hợp pháp các loại tiền này để rửa tiền và tài trợ cho khủng bố. Sau đây là một số tin vắn đáng chú ý trong ngày. Trong một bài đăng trên blog Medium gần đây, cựu giám đốc điều hành BitMEX Arthur Hayes dự đoán rằng giá Ethereum sẽ giảm xuống còn 2.500 USD vào cuối tháng 6. Ông cũng hy vọng Bitcoin sẽ kiểm tra mức 30.000 đô la trước khi bắt đầu quý thứ ba. Ông chủ cũ của BitMEX chỉ ra thực tế rằng hai loại tiền điện tử lớn nhất có tương quan cao với chỉ số thị trường chứng khoán Nasdaq 100. Vào Chủ nhật, 3 ngày sau khi bổ sung hỗ trợ cho công cụ thanh toán giao diện thanh toán hợp nhất phổ biến ở Ấn Độ, UPI, Coinbase, sàn giao dịch điện tử lớn nhất có trụ sở tại Hoa Kỳ, đã loại bỏ tính năng mua Bitcoin bằng hệ thống ở Ấn Độ. Sàn giao dịch đã sửa đổi thông tin phương thức thanh toán trên trang web của mình cho người tiêu dùng Ấn Độ, khuyên họ thực hiện các lệnh bán thông qua dịch vụ thanh toán ngay lập tức IMP. Cơ quan quản lý văn hóa và du lịch ở tỉnh Tứ Xuyên, Tây Nam Trung Quốc đã xây dựng nền tảng giao dịch mã thông báo không thể thay thế NFT để khuyến khích ngành công nghiệp âm nhạc tích cực áp dụng công nghệ hiện đại. Chính quyền Tứ Xuyên cho biết thêm một số công ty âm nhạc đang sử dụng công nghệ blockchain để bảo vệ bản quyền của họ. Jan Van Eck, giám đốc điều hành của công ty quản lý đầu tư toàn cầu Van Eck, tin rằng ngành công nghiệp tiền điện tử sẽ tiếp tục phát triển, trong khi công nghệ blockchain sẽ hoàn toàn cách mạng hóa phố Wall. Tuy nhiên, điều này sẽ không xảy ra quá nhanh vì nó đòi hỏi sự hợp tác liên tục với các cơ quan quản lý. Giám đốc điều hành đã nêu ra hy vọng rằng lập trường chủ yếu thân thiện với tiền điện tử được một số quốc gia châu Âu thể hiện sẽ giúp ngành công nghiệp tăng thêm một lần nữa. Theo ông, ngoại lệ duy nhất là Vương quốc Anh, nơi các nhà chức trách không ủng hộ tài sản kỹ thuật số. Thị trường tiền điện tử chiều nay vẫn chưa có dấu hiệu phục hồi khi vốn hóa toàn cầu vào lúc 16 giờ là 2.04 nghìn tỷ đô la, giảm gần 2% so với cùng giờ ngày hôm qua. Bitcoin trao đổi tại 42.192 đô la, điều chỉnh nhẹ 1%. Ethereum giao dịch tại 3.162 đô la, mất gần 2,5% giá trị. Binance Coin 416 đô la. Cryptolic VN xin cảm ơn nhà tài trợ CRVN Capital cùng quý khán giả đã đồng hành cùng chương trình. Chúng tôi xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau.